Tấm Haroma Nano là một trong những dòng vật liệu mới có khả năng chống ẩm mốc, chống mối mọt, chống cong vênh và những màu vân gỗ tự nhiên rất là đẹp. Và thời gian thi công của nó chỉ bằng 1/3 so với các dòng vật liệu truyền thống trước đây, với thiết kế dạng hẻm khóa âm dương như thế này. Nó khiến cho không gian của chúng ta vô cùng là hoàn hảo và kết cấu của nó vững chắc hơn theo thời gian. Và đặc biệt tuổi thọ của tấm Haroma Nano này lên đến trên 20 năm. Với những ngôi nhà mới hoàn toàn có thể sử dụng để trang trí, với những ngôi nhà cũ cải tạo thì đây là vật liệu anh chị em như mình không thể bỏ qua. Tấm Haroma Nano này nó mang lại không gian vô cùng là sang trọng và có rất là nhiều màu sắc khác nhau. Haroma sở hữu hơn 20 màu tấm đẹp nhất, hiện đại nhất và xu hướng nhất. Chưa hết đâu, Haroma còn đặc biệt rất là nhiều các kích thước tấm. Như tấm này của chúng ta sẽ có kích thước chiều rộng là 40cm cố định, độ dày là 9mm. Anh chị em nhà mình muốn tiết kiệm chi phí có thể sử dụng dòng 6mm. Ngoài ra thì chiều dài của nó sẽ là 3m này, 3m rưỡi và 4m. Chưa hết, Haroma còn sản xuất theo kích thước yêu cầu, phục vụ các anh chị em nhà mình làm những cái công trình có những yêu cầu đặc biệt dài đến tận 9m. Haroma vẫn phục vụ các anh chị nha. Và một kho hàng lớn như thế này với hàng nghìn mẫu mã sản phẩm khác nhau, Haroma cập nhật liên tục xu hướng trang trí nội ngoại thất mới nhất hiện nay. Nếu như bạn là cửa hàng, bên thi công đang gặp phải tình trạng là quá cạnh tranh với những dòng vật liệu trước đây của mình rồi và đang loay hoay làm sao để phát triển công việc kinh doanh của mình lên, thì tấm Haroma là một trong những giải pháp giúp cho bạn đỡ cạnh tranh hơn, thời gian thi công tối ưu hơn và lợi nhuận của bạn sẽ tăng hơn đáng kể. Đội ngũ của Haroma luôn sẵn sàng hỗ trợ các anh chị em nhà mình những quy trình tư vấn, những cách thức làm sao để có thể thu hút được khách hàng nhiều hơn. Và trong những video tiếp theo, Hạ sẽ còn liên tục cập nhật xu hướng vật liệu mới. Để không bỏ lỡ những video đó, anh chị em nhà mình nhớ ấn nút đăng ký kênh, ấn nút hình quả chuông để là người đầu tiên nhận những video tiếp theo của Lê Hạ Haroma nha. Và nhớ nhé, đại lý của Haroma luôn luôn được hỗ trợ chính sách tốt nhất. Bạn đừng bỏ qua cái cơ hội để trở thành đại lý với một đơn vị chuyên nghiệp như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.